Hoàng đế và một phi tần xuất thân thấp hèn yêu nhau, chàng ta muốn sắc phong cho con trai cô làm thái tử, nhưng các đại thần lại cật lực phản đối chuyện này. Lúc này triều đình đang chia làm hai phe phái Seo In và phái Nam In, cha của hoàng hậu là người cầm đầu phái Seo In, còn Ốc Dung lại là người của phái Nam In, thừa tướng tất nhiên sẽ không cho phép. Khi các đại thần đang tranh cãi kịch liệt, hoàng đế đột nhiên lên cơn bạo bệnh hôn mê bất tỉnh, thấy hoàng đế không thể nhanh chóng tỉnh lại. In Huyên liền muốn nhân cơ hội này, đuổi Ốc Dung ra khỏi hoàng cung, đồng thời cướp đi con trai của cô. Không có sự bảo vệ của hoàng đế, đến cả cung nữ bên cạnh hoàng hậu cũng dám bắt nạt cô. Ốc Dung tất nhiên không chịu giao con của mình ra, cô cố gắng kéo dài thời gian hy vọng hoàng đế có thể nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng lúc này In Huyên lại đột nhiên đồng ý không cướp con của Ốc Dung. Được vậy ta sẽ cho mẹ con hai người thêm thời gian, mấy hôm nữa ta sẽ cho người đến đón. Từ giờ đến lúc đó, ngươi phải chăm sóc cho con trai ta cẩn thận. Câu nói này của hoàng hậu khiến Ốc Dung vô cùng tổn thương. Con do cô sinh ra nhưng cuối cùng lại phải gọi người phụ nữ khác là mẹ. Mắt thấy hoàng đế sống chết không rõ, thừa tướng lập tức nổi lên dã tâm, muốn thần không biết quỷ không hay âm thầm trừ khử hoàng đế. Sau đó lập một vị tân vương mới, nhưng In Huyên không đồng ý với biện pháp này. Cô muốn tự mình buông rèm nhiếp chính, đợi đến khi hoàng đế tỉnh lại sẽ lùi về hậu cung. Nhưng thừa tướng vẫn nhất quyết làm theo cách của mình, hoàn toàn không hề quan tâm đến việc tân hoàng đế lên ngôi. Vậy thì hoàng hậu đồng thời là con gái mình sẽ phải làm sao? Tân hoàng đế mà ông ta đã lựa chọn cũng không phải ai xa lạ, mà chính là một người con trai khác của tiên đế Đông Bình Quân. Thừa tướng vừa đấm vừa xoa, nói rằng nếu Đông Bình Quân không đồng ý hợp tác với bọn họ, đợi đến khi hoàng hậu buông rèm nhiếp chính, người đầu tiên phải loại bỏ chính là chàng ta. Mà lúc này con của Ốc Dung cuối cùng vẫn bị In Huyên cướp mất. Ốc Dung vừa không có thế lực lại vừa không có bối cảnh, hoàn toàn không thể bảo vệ được mình và con, cuối cùng bị cưỡng ép đuổi khỏi hoàng cung. Sau khi nghe được kế hoạch cả thừa tướng, trong lòng Đông Bình Quân có chút do dự, chàng ta âm thầm đến chính điện rồi ngồi lên ngai vàng. Cảnh này vừa hay bị thừa tướng nhìn thấy, ông ta tiếp tục thuyết phục nói Đông Bình Quân mới là quân vương thực sự. Lần này Đông Bình Quân không hề từ chối mà nói muốn làm một giao dịch, vì để đảm bảo sau này chàng ta có thể thuận lợi lên làm hoàng đế, chàng ta muốn thừa tướng cùng các đại thần tham gia, viết một bức thư phản đối hoàng đế lập con của Ốc Dung làm thái tử, vậy thì chàng ta mới đồng ý cùng bọn họ mưu phản. Thừa tướng không chút nghi ngờ lập tức đồng ý. Lúc này hoàng hậu đang hạnh phúc ôm con trai của Ốc Dung, chỉ tiếc rằng cả đời này cô cũng không thể sinh con được. Ngày hôm sau các đại thần nhận được tin hoàng đế đang rất nguy kịch, bọn họ đều đang đoán ai sẽ là hoàng đế tiếp theo. Lúc này Đông Bình Quân bê theo Ngọc Tỷ từ từ bước vào, các đại thần đều đứng thẳng lưng chuẩn bị nghênh đón tân vương, nhưng người của phái Seo In còn chưa kịp vui mừng, hoàng đế tưởng chừng đang hấp hối đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Hóa ra tất cả mọi chuyện đều là kế hoạch của hoàng đế và Đông Bình Quân, bọn họ muốn giúp Ốc Dung thay đổi thân phận, đồng thời đưa con trai cô lên làm thái tử. Từ trước đến nay Đông Bình Quân chưa từng phản bội hoàng đế, đồng ý mưu phản với thừa tướng cũng là diễn kịch cho ông ta xem thôi. Hoàng đế vừa xuất hiện trên triều, liền lập tức lấy bản danh sách cáo trạng của thừa tướng và phe cánh của ông ta. Lần này thừa tướng đã thua thảm bại dưới tay Li Sun, phái Seo In cũng hoàn toàn thất thế. Sau khi lấy lại quyền lực, việc đầu tiên hoàng đế làm là ra lệnh cho thị vệ đến tẩm cung của hoàng hậu cướp lại con trai của mình và Ốc Dung. Khi thị vệ còn chưa dám ra tay, Ốc Dung mới bị đuổi ra khỏi hoàng cung đã xuất hiện. Màn xoay người này của Ốc Dung khiến hoàng hậu không kịp phản ứng. Ta với tư cách là mẹ ruột của thái tử đến đưa nó đi, sao ngươi có thể? Sau khi bị đuổi khỏi hoàng cung ta mới phát hiện, ta sống là người của hoàng cung, chết là ma trong cung. Vậy nên cho dù hoàng hậu nương nương hay là thừa tướng muốn đuổi ta đi, ta cũng tuyệt đối sẽ không đi nữa đâu, người phải chuẩn bị tâm lý đi. Hoàng hậu nương nương, phụ thân bị hoàng đế bãi chức, Ốc Dung lại quay về hoàng cung. Tất cả những điều này đang muốn nói với In Huyên, vị trí hoàng hậu của cô không giữ được nữa rồi. Quả nhiên ngày hôm sau khi lên triều, hoàng đế liền nói muốn phế hậu, nhưng lại bị các đại thần cật lực phản đối. Sau khi biết chuyện này, Ốc Dung vì muốn ngồi lên vị trí hoàng hậu, liền bắt đầu sử dụng quyền lực của mình. Ốc Dung ôm theo con trai lên chính điện gặp mặt các đại thần, lấy thân phận là mẹ của người kế thừa ngai vàng trong tương lai ra đàm phán. Đây cũng là cách thái hậu trước đây đã từng làm, nhưng sau khi sự phản đối của các đại thần lắng xuống, thừa tướng vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ. Ông ta tập hợp các học sĩ quỳ trước cửa cung phản đối việc phế hậu, nhưng hoàng đế dám nói ra chuyện phế hậu thì tất nhiên đã sớm có kế sách. Trước mặt thừa tướng cùng với các học sĩ, hoàng đế liền chỉ ra ba tội mà In Huyên mắc phải. Thứ nhất là ghen ghét với phi tần hậu cung, thứ hai là không sinh được con, thứ ba lấy danh nghĩa của thái hậu đã mất để phạm tội. Nghe được lời này của hoàng đế, thừa tướng hoàn toàn không thể phản bác, liền trực tiếp ngã khuỵu trên đất. Cuối cùng hoàng hậu In Huyên bị phế bỏ, hoàng đế lập tức phong người mình yêu là Ốc Dung lên làm tân hoàng hậu. Dưới sự lễ bái của các đại thần, Ốc Dung từ con gái của một nô lệ trở thành người phụ nữ tôn quý nhất Joseon. Bên phía Ốc Dung vui mừng bao nhiêu thì In Huyên lại bi thương bấy nhiêu. Hoàng hậu bị phế phải ngồi trong một chiếc kiệu trắng giống như quan tài, nhục nhã rời khỏi hoàng cung. Trước khi đi, pháp sư xem bói cho hoàng gia đột nhiên cầu kiến. Bà ta nói với In Huyên, sau này nương nương sẽ còn dùng thân phận hoàng hậu quay về hoàng cung. Đây chính là thiên cơ không thể tiết lộ.
mặc dù nói ra có thể sảng khoái nhất thời, nhưng khi phải ngồi trên kiệu trắng rời khỏi hoàng cung, In Huyên vẫn không nhịn được mà khóc không thành tiếng. Từ người phụ nữ tôn quý nhất thế gian phút chốc trở thành tội nhân, cho dù là ai cũng không thể vui vẻ được. Nhưng những câu nói của In Huyên đã thành công khiến Ốc Dung bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.